chương trình mới nhất chương trình là phần thi mùa thứ hai của các năm với tiết mục của thi Bắc đang cùng chúng cháu Hải Quân sáng tác nhạc sĩ Xuân Nguyễn nhạc sĩ. Xin được chúc mừng cô Năm đã thể hiện xong phần thi số 2 của mình.